Chào các bạn. Sáng nay mình cũng đi rừng nữa các bạn. Đi với thằng bạn mình, Chiến Hữu. Cái thằng này cũng là thằng trung kỳ đi với mình các bạn. Bữa nay nó chia anh em ra, nó không chơi chung mà, nó chơi riêng. Bữa nay nó chưa chơi riêng mình đó các bạn. Đây. Đây, cái cơn nghĩa tình bonsai là nó đó. Anh em xem YouTube thì cơn nghĩa tình bonsai là nó. Các bạn xem đó biết. Còn mình thì hôm nay mình thường đi một mình, hôm nay thì bạn bè cũng hú hí rủ đi cho vui. Mà bên kia các bạn kìa, thấy anh em đồng đen rồi kìa. Chu chạy xa lấy mà có thấy đâu. Anh em tít bên cái gành bành bành là các bạn, ngay mép nước kìa. Ngay chỗ sập ra phim nữa. Cho ghê tèo, sáng nay nó chạy lõng xả. À mà biển sáng nay ít đậu này. Sáng nay sáng nhỏ, biển êm. Không biết qua kiếm cây đây nữa chứ. Thằng bạn đây là Chiến Hữu đi với mình nè các bạn. Những cái vết gành đó, mình với nó đu hết rồi các bạn. Hai thằng đánh đu như con khỉ, cứ vậy mà đu. Chú anh em, một tên, hai tên. Chú chả xa quá mà, gom lại sợ mờ chứ. Hai tuần sang với các bạn. Không biết anh em có thấy không? Các bạn thấy không? Chứ sao lấy cái một ông mặc đồ màu xanh, một ông mặc đồ màu trắng, mà mang cái bao màu trắng luôn. Chà, để kiếm gì biết. Thôi mình cũng đi các bạn. Em bạn mình nó đi mất. Anh em dưới bến trung chặt trọt xe đông các bạn thấy chưa, lạng quạng là chặt ớt ớt trên rừng đâu có ớt mà cũng chặt chứ. Đây các bạn, tới đây mới mới hai thằng ngầu nghỉ như con khỉ, cái tàu nó chạy loạn xạ. Ôi, mới bằng bạn nó tuốt gươm ra các bạn, nó tuốt gươm ra khỏi gió chuẩn bị chiến đấu. Đồ lấy đồ ngờ ra chứ gươm chuẩn bị chiến đấu các bạn. Còn mình thì gươm mình cất bụi á, chút nữa mình lại mình lượm gươm xong rồi đi vào quên bụi Phật đi lắm. Bữa sau qua lượm ra đào nữa ha, để mình xuống mình lấy cái đồ ngờ mình các bạn. Rồi mình với thằng bạn mình tách ra các bạn, hai đứa đang dâm tìm kiếm. Ui để con cài hai trâu chỗ cái lá này các bạn, chỗ sao mà nó dữ chỗ là cái lá vậy. Giờ mình trồng siêu to khổng lồ hết các bạn, coi từ cái góc nha, thầu ạ, thầu rồi như cái roi chẳng bỏ. Ê như kia rồi các bạn. Chà, hải trâu gì lạ kỳ không biết. Ui, chết chà, trung rừng tốt quá. Trung rừng tốt cái mây mình gặp cây nào to to cái mình cái cốt các bạn. Chứ rừng này cái tàn nó dài lắm, không làm gì được. Ui, chồ anh em họ cái khó thôi các bạn. Họ cái sạch sẽ. Họ để lại một cây. Chú chà cái cây dài. Ừ, thôi quá. Vậy cho nên mời anh em lại cùng nhô mắt các bạn. Hay lắm. Thôi, lùi, bỏ chạy các bạn. Chụp cho anh em hỏi nào. Dữ quá. Thôi, kiếm ngựa bỏ chạy. Chú, mình gặp chỗ này là chạy không kịp, bỏ chạy các bạn. Thôi, đối mình kiếm các bạn. Anh em hỏi đồi đào dối quá các bạn. Chú, họ đào sạch sẽ. Mình đi sâu hơn quá. Hôm nay công đào các bạn sướng. Chô họ đào mà coi như cái lá cũng thấy luôn các bạn. Cứ sợ. Thấy gì không? Trời ơi thằng bạn mình cầm cái như cầm câu. Mày chà. Cái lá cũng thấy các bạn. Hơn. Phải quá khỏi đào.
mà ra mỗi cái chân các bạn. Cho anh em họ đào sao mà đào dở thương. Thôi bằng kim các bạn. Hồ số rồi. Răm trong cái giò mà không thấy cái gì. Chết chết. Kiếm này kiếm tới chiều không biết được cái quê nào ở đây. Được quá. Thôi đó ra mà các bạn. Có cái gì mình quay các bạn xem tới giờ. Đi không này nó chán quá. Chết chết. Đi mối cái chân các bạn. Chỗ mà gặp con coi nhỏ xíu à. Chỗ mà nó thánh này. Thấy cái gốc các bạn. Một gang, hai gang. Đục cây này cao 40 lá này các bạn. Hải châu. Mình đào bởi cây trúc đi các bạn. Thằng bạn mình ở bên kia. Chú sẽ đi mối cái chân rồi mà không có gì hết. Mình đào cây thánh nha các bạn. Cỡ nó thánh cũng làm luôn. Dắt cái trà chạy càng ngông các bạn. Mình đào nó lên rồi các bạn. Chà mẹ ơi cái thằng thánh. Chú nó thánh. Như tủ điện các bạn. Một gan, hai gan, cái tàn. Chú mà cục đất sẽ bự dữ dội. Chết. Chú chà để mình loạt bớt các bạn. Rồi sẽ dâm bớt đây. Chứ dài thôi cho nó nặng chết. Chú mấy chiếc kia tàu sáng nay nó chạy đâu mà đông dữ. Mày chả biển xanh biếc luôn các bạn. Trời này nắng đẹp trời cái biển nó xanh. Mấy chiếc kia đám cá nhỏ nhỏ nó chạy ngang chạy dọc. Nó chạy lộn xả. Cái chiếc tàu to cái này các bạn. Nó đi đâu ta? Quả thưa ơi. Đây các bạn. Đấy. Trời chiếc tàu bự đây. Chiếc tàu bự đây nó chạy đâu không biết các bạn. Có mấy chiếc kia nhỏ ở gần bờ này các bạn. Chạy đâu đây, đây đây đây. Mấy chiếc kia nhỏ nó chạy đi đánh cá các bạn. Có mấy chiếc nhỏ nữa. Nhiều chiếc nhỏ lắm các bạn. Đấy, một chiếc, hai chiếc. Ở đằng xa kia có một cái chiếc tàu bự này. Đấy, một chiếc tàu rất bự. Thôi, để mình lo mình xua cây các bạn. Cả nó cũng còn gì thì mình đào cái tháng tháng bảy cho vui. Chú anh em mà đào khốc liệt quá. Đây các bạn. Bớ cục đất xong rồi. Cho một cây. Từ sáng giờ các bạn. Được một cây tháng từ. Như cái tụ điện. Mẹ cha ơi. Thằng bạn mình nó ở chỗ này các bạn. Dắt cuối đâu thằng Mậu. Dắt cuối đâu rồi. Đây. Rồi sáng giờ một cây đây. Mưa chưa? Vậy á. Bữa nay cứ dạy đào tao. Không có còn gì nữa đâu kiếm. Kiếm chị làm tao mua cái chân. Không bao giờ đi giặt chân treo gieo chân thỏ đâu. Mà được cây đây. Thôi, hai đứa mình đi ngắm cảnh là chết. Cái thằng bạn mình là xuống kìa các bạn. Mình cũng đi phía nó đây luôn. Hai thằng lang thang giống lượm dễ chai gương quá. Ý như nào đi lượm dễ chai. Không khác một chút nữa. Chưa. Thôi ạ. Anh em họ lấy. Đã tuyệt. Chờ hai thằng lượm dễ chai giống làm gì vậy. Lang thang lướng thướng trên những cánh rừng giống tìm dễ chai. Đây là lắm cái nấu lon nước với bịch sữa các bạn. Với gió trời nước của anh em họ bỏ. Lắm. Quá. Dưới đây có cây gì đây ta? Thấy cây hải châu à? Để mình coi thử các bạn. Cây hải châu. Một cây hải châu. Chú trà. Hai cái thân ông ơi. Sao quá. Mình thấy ngon. Lại coi ai hai cái thân. Để kiếm cái khác các bạn. Đúng được không? Đây các bạn. Mình leo lên đọt bụi.
mình dồn thấy một cây hải châu các bạn. Bên kia có cái đọt nữa kìa. Ui, không, xung quanh đây không còn thấy cây nào nữa các bạn. Mà bên kia thấy người anh em họ đi đào ra. Đấy, hai người các bạn. Châu anh em họ đào. Một ngư, hai ngư, chú cho họ đào kém củi các bạn, dữ quá, thôi á, không, mình cũng xuống mình coi có cái nào được mình đào các bạn, chú, anh em họ đi, đông quá, dồn thấy trên tờ cái đọt rồi các bạn, mà xuống cái góc này, mê, chà, thấy, nhỏ mà thấy như trí luôn các bạn, ưu, thôi, để mình kiếm cây khác. Kiếm chỗ nào chọc chọc các bạn. Chuối trống này. Ở trong đây chú chặt bài thỉnh quá. Ồ, anh em mở đào. Toàn nát hết các bạn. Cứ sợ. Chú cha. Họ chùa đây một cây mà thỉnh nữa. Thỉnh một tí nữa các bạn. Chú, họ đào họ bó rồi. Mê, cha ơi, đào cái cây đây ngày trước có to, nguyên một đậu trà, khiếp các bạn. Hư quá. Ví dụ đem xem các bạn, mình ủi chỗ khác đây, chỗ đây không rỗng. Đây các bạn, chỗ mình gặp một cây đây. Chụ chặt cái lá xong nhỏ quá. Cái gốc này các bạn. Cái đây mình đào các bạn. Còn nó đào bậy đây. Dắt cái trà chạy. Rồi, một cây phơn phá. Vậy cũng còn được cây ta. Để mình coi xanh quanh đây còn cây nào nữa các bạn. Mình búp cây đây luôn. Lục nó thứ ơi. Mình đi mà không có nữa các bạn. Mình quay lại mình xử cây này. Chú, cái lá nó. Công nhận nó nhỏ thiệt các bạn. Nó thiệt chứ không phải nhỏ giá nữa. Sao nó nhỏ dữ. Trời, cái lá các bạn. Góc đây. Một cái góc. Đào. Dắt bước ra trà chạy các bạn. Một cái thân tơ cái nữa chứ. Một góc mà có một thân trúc nữa. Chắc nguyên cái chào tẹp rồi. Chô, chặt cái lá. Mày, cái nào cũng như lá nào coi. Đây các bạn. Mình dọn cái gốc ra đây. Coi bộ cả đây mình lấy được cái chất được màu đất các bạn. Đây, sợ đây. Ui, chất được màu đất. Được màu đất cái mình dắt cái chào mình chạy. Nó có cành con ra đây. Mày. Đã đục xong rồi, cầm ra kia. Trời, thì học đảo nó cũng lên các bạn. Kìa. Ui trời, một cục đất siêu to khổng lồ các bạn. Đang ra lá non. Đang ra lá già. Trời, cái lá sao mà nó siêu cực nhỏ. Nó còn nhỏ hơn đốt điếu thuốc nữa. Để mình dắt ra ngoài đây các bạn. Ra ngoài đây mình xử cái cục đất đây. Chốt chốt. Đây các bạn. Mày trà cái cục đất. Ui chú. Chà bây giờ mình xử cục đất các bạn. Bữa nay giải á. Bữa nay chừng này này. Chứ không còn gì nữa đâu các bạn. Mày trà một chùm. Chùm bom. Đấy. Một cây hải châu. Kiếm cái quẹo quẹo. Rồi, cục đất khiếp. Đây các bạn, mình bưa cục đất bớt rồi. Mình còn vô đây. Đấy. Để cho nó nhẹ các bạn. Rỡ nhiều. Rồi mình còn rỡ bớt chút nữa. Mình kiểm tra bộ rỡ trước các bạn. Rồi mình mới xá cái tàn. Cô thử rỡ nhiều hay rỡ ít.
ơi cái này được nhiều rỡ thì mình giữ cái tàng nhiều nhiều một chút các bạn, mà nó ít rỡ thì mình giữ cái danh ít bớt, không chọn cái rỡ bó cái rỡ các bạn, rồi mình mới xá cái kia. Xem rồi này các bạn, thấy như một cái chấu ham heo, cái gốc này lớn ngón tay cái, mày chả nó cao được coi thử. Nước bể các bạn, dở thương chưa, mình mới 66, nó cao hơn mình một chút. Sao, dắt chạy về nhà tính tiếp các bạn. Vậy các bạn, bây giờ mình gặp một cây đi nữa, hải châu, có đọt non nữa nè các bạn. Trời lung khung, mình mới bấm sơ rồi. Một thân thỉnh từ nữa, một gan, hai gan, mày. Cây đen nó cao 80, học đào luôn các bạn, làm luôn cây đen nữa, cái mình lên mình đọc ít cây nhỏ nhỏ nữa mình quay lại. Nhiều người mặn ớn các bạn, đường xa quá, đào lên rồi các bạn. Đây chỗ nhăn nhố lên và nấu nhố mì các bạn. Đấy, một cái thân thỉnh như trụ điện, mày chào thỉnh gư quá. Không, giặt đất các bạn, xía dèm bó. Đây các bạn, xem rồi. Đấy, mình còn được nhiêu đây? Chút cái coi ngang ngón tay các bạn. Giữ chỉ đất thôi các bạn, không có giữ nhiều rồi. Sao, về nhà cái mình tiến nữa. Mình lên văn, mình đã ít cây chút nữa các bạn. Rồi vậy. Dắt về cho rồi. Bây giờ mình cậy đá các bạn, mình lấy mấy cây nhỏ nhỏ đi các bạn. Nhỏ mà cái gốc nó nằm trong à. Ở trong đá các bạn. Cây ngoài đây sắp ra rồi. Ở đây có mấy cây chút chút các bạn. Đây. Đây nó đây. Rồi mình cậy mình lấy 3-4 cây gì các bạn, nhỏ nhỏ không à. Đây các bạn, hồi nãy giờ mình đục đẽo ở đây này, cho được mấy cây kẹt đó các bạn, một bụi hải châu nhỏ xíu xíu các bạn, cho để mình coi mình xuống sang lại bớt của mình giờ. Đây kẹt trong đá cậy ra không các bạn, mình lọc bớt chi, mình không có đến nhiều rồi đâu. Thấy đây này các bạn, cho cái bụi đây mày chà, bây giờ đỡ luôn các bạn, xu cộng cộng này chứ tà la tú lụa luôn. Ôi, để mình gọn lại bước này, vậy là dắt đi nó mới thấu thấu. Đây một cây nữa các bạn, một cây hải châu. Cái này đúng là cây mệt gió các bạn. Đấy. Đây một cây nữa, chú kẹt đá, chú nhỏ mà già dữ. Đó mình dọn dẹp xong mình cái nốt đây mình dìa các bạn. Hồi chuyến đi rừng mình xin kết thúc ở đây các bạn. Đây có một cây thẳng mình đào lúc trước đây. Đấy.